Ông Trump nói với phiên điều trần ở Arizona, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Tổng chưởng lý William Barr cho rằng bầu cử không có gian lận. Ông Biden thúc đẩy một nội các đa dạng. Trung Quốc có hung hăng hơn khi bầu cử Mỹ hỗn loạn. Đây là bản tin đặc biệt cập nhật hậu bầu cử Mỹ 2020 trên kênh FBNC. Mới đây, các luật sư trong nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump gồm ông Rudy Giuliani và bà Jenny Ellis đã có mặt tại phiên điều trần do các nhà lập pháp bang Arizona tổ chức. Trong lúc diễn ra, Tổng thống Trump đã gọi điện đến. Bà Ellis đưa điện thoại di động của mình lên micro để ông Trump phát biểu. Qua điện thoại, Tổng thống Trump nói ông đã giành chiến thắng ở các bang chiến trường như Arizona, Michigan, Georgia, Pennsylvania và Wisconsin, nhưng chiến thắng đã bị đánh cắp. Ông cũng nhắc lại mình đã giành được nhiều hơn 11 triệu phiếu bầu so với cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump khen ngợi những nhân chứng đã ghi lại các chi tiết bất thường trong bầu cử tại Arizona, nơi ông Biden đang dẫn trước 10.457 phiếu. Ông Trump nói trên điện thoại, tôi biết một số người phải chịu sức ép, nhưng các bạn xứng đáng nhận được lời khen ngợi từ công chúng Mỹ. Ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng với việc bang Arizona chứng nhận kết quả bầu cử trong lúc phiên điều trần đang diễn ra. Ông cáo buộc thống đốc bang Arizona Doug Ducey đã quá vội vàng khi chứng nhận phần thắng nghiêng về ông Biden. Ông Trump nói ông ấy vừa vội vàng ký giấy chứng nhận. Đó là chuyện gì vậy? Ông ấy không cần phải ký nó. Tại sao ông ấy lại ký khi phiên điều trần cho thấy sự tham nhũng và gian lận khủng khiếp đang diễn ra? Tổng thống Trump nhắc lại những cáo buộc về các trường hợp gian lận như cử tri đến nơi bỏ phiếu thì phát hiện phiếu của mình đã được bỏ rồi, hay những người được trả tiền để bỏ phiếu cho ông Biden, hay nhân viên kiểm phiếu bầu qua thư không có sự giám sát của quan sát viên. Trong cuộc điện đàm, ông Trump khẳng định, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng, ông Trump ca ngợi các đảng viên Cộng hòa bang Arizona vì đã tổ chức buổi điều trần dũng cảm này. Tổng chưởng lý William Barr mới đây cho biết sau quá trình điều tra, Bộ Tư pháp không phát hiện bằng chứng gian lận trên quy mô lớn như nhóm của ông Trump tố cáo. Ông Barr nói với tờ The Associated Press, tới hôm nay chúng tôi không phát hiện bằng chứng về gian lận trên quy mô lớn, điều có thể làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Ông Barr đưa ra phát biểu trên một tháng sau cuộc bầu cử và bên Tổng thống Trump vẫn kiên quyết không chấp nhận thất bại. Ông Barr là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của ông Trump và của đảng Cộng hòa đưa ra phát biểu như vậy đến nay. Những ngày qua, đội ngũ của ông Trump liên tục nhấn mạnh chiến thắng của họ bị đánh cắp, nhất là ở bang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Georgia. Nếu kết quả kiểm phiếu công bằng ở các bang này, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng cả cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đến nay, nỗ lực của nhóm ông Trump vẫn chưa thành công như mong đợi, khi phần lớn các vụ kiện đều bị tòa án tiểu bang bác bỏ. Đề cập tới các cáo buộc một số máy kiểm kê bầu cử có thể bị thao túng, Bộ trưởng William Barr nói có nhiều lời khiếu nại rằng các máy kiểm kê bị lỗi và có thể bị lập trình để thay đổi kết quả. Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp đã xem xét và không thấy các dấu hiệu bất thường nào chứng minh cho điều đó. Sau phát biểu của Bộ trưởng Barr, luật sư Giuliani đại diện cho nhóm pháp lý của ông Trump cho biết, với tất cả sự tôn trọng dành cho ngài tổng chưởng lý, tôi thấy đây không phải là phong cách điều tra do Bộ Tư pháp tiến hành. Chúng tôi có thể chiến thắng ở 6 bang nữa. Và với sự tôn trọng cao nhất dành cho ngài tổng chưởng lý, tôi nghĩ ngài chưa xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng được đưa ra. Tuần trước, Tổng thống Trump cũng cáo buộc Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang FBI đã im lặng quá lâu về vấn đề gian lận bầu cử. Các bang mà chiến dịch của Tổng thống Trump tố cáo có gian lận như Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona hay Wisconsin đều đã chính thức chứng thực chiến thắng dành cho ông Biden. Theo ông Christopher Krebs, cựu giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng quốc gia của Bộ An ninh Nội địa, thì đây là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mới đây, thư ký bang Georgia, người của đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng bảo vệ sự chính trực của cuộc bầu cử ở bang này. Các thống đốc bang Georgia và Arizona cũng là người của đảng Cộng hòa đã ký giấy xác nhận chiến thắng cho ông Biden. Ông Trump chỉ trích những người này là đi ngược với các giá trị và nền tảng chung. Bộ trưởng William Barr, một đồng minh thân thiết và là người ủng hộ Tổng thống Trump nhiệt thành, được cho biết đã tới Nhà Trắng sau khi đưa ra phát biểu trên. Nhiều người lo lắng có thể ông sẽ bị sa thải trong những tuần cuối của nhiệm kỳ của ông Trump. Suốt chiến dịch tranh cử đến nay, ông Biden cam kết sẽ thúc đẩy một nội các đa dạng, phản ánh đầy đủ các giá trị của nước Mỹ. Tuy nhiên, sau khi công bố các vị trí ban đầu, một số ý kiến chỉ trích ông vẫn làm chưa đủ. Mới đây, nghị sĩ James Clyburn, bang South Carolina, một nhà lập pháp da đen có công lớn trong chiến dịch của ông Biden, đã lên tiếng chỉ trích rằng ông thất vọng khi thấy nội các của ông Biden có quá ít người da đen.
Ông Clyburn nói, tôi muốn quá trình bổ nhiệm nhân sự được thúc đẩy như dự toán, tuy nhiên đến nay có vẻ nó không được tốt lắm. Trước đó, một nhóm 20 nghị sĩ và quan chức gốc Á cũng đã gửi một lá thư tới ông Joe Biden cùng với các cố vấn cấp cao, thể hiện muốn có sự hiện diện của người gốc Á trong nội các nhằm thể hiện tầm quan trọng của cộng đồng người gốc Á tại Mỹ, cũng như sự quan tâm của nước Mỹ tới châu Á. Tuy nhiên, có vẻ như ông Biden vẫn đi theo đúng những gì ông cam kết. Và cuối tuần trước, ông Biden đã công bố đội ngũ truyền thông toàn nữ, gồm nhiều phụ nữ da màu. Ông cũng bổ nhiệm nhiều nữ nhân vật vào các vị trí quan trọng trong Nhà Trắng và nội các, bao gồm cả người phụ nữ đầu tiên làm giám đốc tình báo quốc gia. Ông cũng bổ nhiệm một phụ nữ da màu làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và một người gốc Latin đầu tiên làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Hôm 1 tháng 12, ông Biden cũng chọn bà Neera Tanden, người có cả cha và mẹ là người nhập cư từ Ấn Độ, làm người quản lý ngân sách của Nhà Trắng. Nhiều đảng viên Dân Chủ đã tán dương các lựa chọn của ông Biden, cho rằng nó có sự tương phản với nội các của Tổng thống Trump, với chủ yếu là nam giới người da trắng. Các vị trí do ông Biden bổ nhiệm lần này đều là những người có kinh nghiệm thực tế. Bà Donna Brazel, cựu quan chức đảng Dân Chủ, cho biết đây là một tín hiệu cho thấy sẽ không còn nhiều doanh nhân làm lãnh đạo hay chỉ những người trong vòng tròn thân cận với Tổng thống cùng Phó Tổng thống. Nội các mới này phản ánh sức mạnh và sự đa dạng của nước Mỹ. Trong những người da màu được ông Joe Biden lựa chọn, đáng chú ý có nghị sĩ Cedric Richmond làm giám đốc trung tâm phụ trách các vấn đề công cộng của Nhà Trắng. Ngoài ra còn có bà Simone Sanders làm người phát ngôn cho bà Harris. Hiện tại 41% nhân sự trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden là người da màu, 53% là nữ. Trong đội chuyên trách chống COVID-19 gồm 13 người của ông Biden thì 5 người là nữ và 9 người da màu. Theo ông Basil Minko, một chiến lược gia đảng Dân Chủ và giảng viên Đại học Columbia, thì mọi người có thể hài lòng với những lựa chọn này bởi vì nó phản ánh tính liên minh và sự đoàn kết của nước Mỹ. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đưa lên Twitter một tấm ảnh dàn dựng, nội dung tố cáo tình trạng bạo lực của lính Úc ở Afghanistan. Ngay sau đó, Thủ tướng Scott Morrison đã mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc xin lỗi. Ông cũng nói Twitter gỡ tấm ảnh này. Tuy nhiên, Trung Quốc không những không xin lỗi, họ cho rằng tấm ảnh là minh họa cho sự thật. Úc là một quốc gia lạc hậu và mang rợ. Tính đến thời điểm hiện tại, quan hệ Úc-Trung Quốc đã rơi xuống thấp nhất trong 50 năm qua. Từ lâu, Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào nội bộ của Úc. Năm 2017, Úc cấm các hoạt động gây quỹ chính trị nhận tiền từ bên ngoài, sau khi nhiều báo cáo tình báo chỉ ra rằng Trung Quốc đang cố gắng can thiệp là sự thật. Năm 2018, Úc là quốc gia đầu tiên cấm sử dụng thiết bị 5G của Huawei. Sau đó, Úc chặn nhiều khoản đầu tư từ Trung Quốc liên quan đến cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và chăn nuôi. Tình hình tệ hơn khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 và liên tục chỉ trích chính sách của Trung Quốc về Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan và Biển Đông. Về điều này, tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ liên tiếp đưa ra những tuyên bố và hành động đụng chạm đến lợi ích Trung Quốc. Úc cũng tham gia vào Bộ Tứ Kim Cương, một liên minh không chính thức. Ngoài Úc còn có Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Bắc Kinh gọi đây là âm mưu của Mỹ muốn tạo ra NATO phiên bản châu Á. Để đáp trả, Trung Quốc tiến hành đàn áp thương mại mạnh mẽ nhắm vào Úc. Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu thịt bò từ Úc và nâng thuế lên đến 80,5% với lúa mạch. Tháng 11, Trung Quốc nâng đến 200% thuế với rượu vang của Úc. Ngoài ra, Trung Quốc còn ngăn chặn và giảm nhập khẩu hàng loạt các mặt hàng khác như đường, tôm hùm, than đá, quặng sắt với các lý do vô căn cứ. Hiện tại, Trung Quốc chiếm 35% thị phần xuất khẩu của Úc, còn Úc chỉ chiếm 4% thị phần xuất khẩu của Trung Quốc. Dường như Bắc Kinh đang dựa vào ưu thế thương mại để ép buộc Úc phải nghe theo mình về chính trị. Ông Ina Tengen, cố vấn kinh tế cho chính phủ Trung Quốc nói, Úc đang chơi đu dây nguy hiểm khi dám gây sức ép vào lúc mà nền kinh tế còn phụ thuộc rất nhiều vào chúng tôi. Theo các nhà quan sát, Trung Quốc trở nên hung hăng hơn ở thời điểm trước và sau bầu cử Mỹ. Các quốc gia khác bị Trung Quốc bắt nạt có thể sắp rơi vào tình trạng tương tự. Bhutan là một minh chứng. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố một khu bảo tồn thiên nhiên của Bhutan trên dãy Himalaya là đất của Trung Quốc và mới đây đã đơn phương hủy bỏ các cuộc đàm phán về lãnh thổ vốn được lên kế hoạch từ trước. Mặc dù Twitter bị cấm ở Trung Quốc, một quốc gia mà chính quyền kiểm soát mọi hoạt động của dân chúng, nhưng các quan chức ngoại giao chiến lang của Trung Quốc lại tận dụng Twitter rất tốt, phục vụ cho mục đích sâu xa của mình. Đối đầu với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, liệu nước Úc có đầu hàng? Ít nhất là đến nay, Úc vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Thủ tướng Morrison mới đây phát biểu, tôi chắc chắn với quý vị, nước Úc luôn là nước Úc. Chúng tôi hành xử vì lợi ích và tuân theo các giá trị của chúng tôi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến hậu bầu cử Mỹ ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi.